Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có nhiều khi chúng ta gặp những chuyện không may mà điển hình nhất có lẽ là chuyện mất tài sản. Rất nhiều người khi mà gặp trường hợp đó thì đã không còn có thói quen là đến trình báo cơ quan chức năng bởi vì họ không còn niềm tin là mình sẽ nhận được lại cái tài sản mà mình đánh mất. Và lúc đó thì phần đông mọi người chỉ có hy vọng là mình sẽ nhận được một vài những cái giấy tờ tùy thân quan trọng, còn số tiền thì coi như là của đi thay người. Tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút, đó cũng không hoàn toàn là bởi vì người ta mất lòng tin mà bởi vì đôi khi cái thời gian cũng như là một số cái thủ tục để chúng ta có thể nếu mà có tìm lại được những cái tài sản của mình thì nó cũng quá lâu và quá là phức tạp, nên là đôi khi người ta cũng bằng lòng với lại cái tâm lý là của đi thay người như Hải Hằng vừa đề cập. Và tôi cũng muốn đặt ra một câu hỏi là với Hải Hằng cũng như với quý vị, đó là nếu mà một lúc nào đó vô tình ở trên đường mà chúng ta bắt gặp hoặc là nhặt được một cái tài sản rất là lớn thì chúng ta sẽ làm gì? Tôi tin rằng là trong sâu thẳm trong lòng của mỗi người thì cũng sẽ có một chút băn khoăn và một chút day dứt phân vân giữa là nên trả cho người đánh mất hay là giữ lại làm tài sản cho cá nhân mình. Điều này không hoàn toàn là bởi vì là mỗi chúng ta là cái tâm lý đó thể hiện chúng ta là người xấu, mà đó chỉ là một phản xạ có điều kiện trong một cái môi trường xã hội khi mà những giá trị vật chất đang ngày càng trở nên quan trọng hơn mà thôi. Và ví dụ như anh Phước vừa hỏi câu hỏi đó thì trong đầu tôi lúc đầu thì không nghĩ ngay là việc mình sẽ tìm cái người mà đã mất đâu, mà tôi tự nhiên nghĩ trong đầu số tiền đã mất đấy mình nhặt được là bao nhiêu ạ? Không biết là trong đấy nó còn có những cái gì nữa. Tôi xin nói đây là một phản xạ có điều kiện thôi. Vâng ạ. Chính vì những cái lỗi suy nghĩ mà có lẽ không chỉ tôi đâu mà còn có rất là nhiều người cũng có cái lỗi suy nghĩ như vậy, mà câu chuyện về một chàng sinh viên nghèo tại Đà Nẵng khi nhặt được của rơi một số tiền rất là giá trị, một tài sản rất là lớn thì đã nghĩ ngay đến việc là trả lại người đã mất, đã khiến cho rất là nhiều người xúc động. Câu chuyện có thật đó đã khiến cho chúng ta thêm tin tưởng, lạc quan về những điều tốt đẹp trong cuộc sống luôn luôn tồn tại. Nhặt được tiền hả? Con sẽ nuôi cho con ăn hạt, con trở thành người rước phước để cho ra là giúp việc cho mình với lại chị. Thì một thì đem về giúp đỡ cho ba mẹ, hai nữa thì mình làm vào cái công việc học tập của mình. Đó là những câu trả lời dễ nhận được khi đột nhiên ai đó hỏi bạn, nếu bạn nhặt được tiền thì bạn sẽ làm gì? Đặc biệt là tại những đô thị lớn, nơi con người luôn bận rộn với việc mưu sinh, thì đồng tiền càng trở nên có giá trị. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp cá biệt như câu chuyện của chàng sinh viên Lê Doãn Ý này. Giờ em đặt được trong cái hoàn cảnh em đi ra nhà bạn, thì trong quá trình đi đó thì em đang đi trên đường Phan Tứ thì đang chuẩn bị cua vào cái kiệt thì em thấy cái ví màu xanh đen ở trong đó. Sau đó rồi em quay lại em lấy rồi em đi và xong hết công việc rồi em mới quay về. Rồi em ra khi về kiểm tra coi thì có gì trong đó không thì cũng khá bất ngờ là khi thấy có 15,5 triệu tiền mặt với là một cái điện thoại iPhone 5S với là hai sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ cùng với giấy tờ xe gắn máy với là một số giấy tờ khác quan trọng. Con số hơn 1,3 tỷ đồng quả là quá lớn với một chàng sinh viên. Lại càng lớn hơn nữa với gia cảnh còn nhiều khó khăn của Ý. Ý là con thứ 5 trong một gia đình có 6 thành viên, cha mẹ em đều phải đi làm thuê để nuôi con ăn học. Thế nhưng, thay vì bỏ túi làm của riêng số tiền mình nhặt được, chàng sinh viên nghèo lại quyết định tìm mọi cách liên lạc để trả lại người mất. Chỉ vì lý do rất đơn giản. Tất nhiên thì ngay cái phút đó thì nó cũng khá là bối rối với em vì lần đầu tiên mình thấy một cái số tiền mà tự dưng mà nó có như vậy, nhưng với cái con người của em thì em vẫn quyết định mình muốn sống theo cái lương tâm nên là em trả lại cái số tiền đó cho người đã mất. Trên trang cá nhân của mình, chị Phạm Ngọc Anh Thư, chủ nhân của tài sản mà Ý nhặt được, đã kể lại câu chuyện cùng với sự xúc động và ngạc nhiên vô cùng. Nói một cách thực tế, người tốt như em có lẽ ngàn người mới có một. Rất nhiều người đã chia sẻ câu chuyện trên của chị Thư và Lê Doãn Ý cũng đã thành cái tên được nhiều báo chí nhắc đến. Tất cả đều thể hiện sự ngạc nhiên và khâm phục, một chàng trai trẻ tốt bụng, thậm chí có người còn cho đó là cổ tích giữa đời thường, là tấm gương để nhiều người học tập. Trên đường đi về, em nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Đấy là một nghĩa cử cao đẹp, một tấm gương cần phải học tập và noi theo. Tôi cho là đại diện về phía nhà trường thì cũng rất là xúc động và tự hào. Trong căn nhà trọ, Ý vẫn sống cuộc sống bình thường của một chàng sinh viên. Tất cả những sôi động của sự việc vừa qua dường như không phá bỏ những thói quen thường ngày của Ý. Bởi kiệm lời nhưng chín chắn, chàng sinh viên trẻ phân biệt rất rõ những giá trị đích thực mà mình nhận được. Thì em thấy cũng có nhiều lời khen cũng rất là chân thành nữa. Em thấy cũng rất là vui. Và tất nhiên thì qua đó là cũng một điều gì đó giúp cho em nhìn nhận cuộc sống nó khác hơn. Khi mình hành động theo cái lương tâm nó cũng có những kết quả tốt. Em đã nhận được những cái học bổng, những cái lời khen, những anh chị đến đây cũng phỏng vấn em như thế này. Đó là những giá trị thật, những giá trị mà em nghĩ là nó chắc là vĩnh viễn, nó không bao giờ giống như ngược lại. Sau giờ học, từ 19 giờ đến 6 giờ sáng, Ý xin vào làm thêm tại một nhà nghỉ gần nơi trọ để kiếm thêm tiền trang trải cho học tập và sinh hoạt. Có lẽ cuộc sống của một sinh viên vốn đã thiếu thốn nhiều bề, nên em luôn cố gắng vươn lên bằng chính nghị lực của mình, chứ không phải dựa vào mồ hôi nước mắt của người khác. Và việc làm cao đẹp của Lê Doãn Ý đơn giản chỉ là theo lương tâm như cách nói của em, song vẫn đủ sức nặng để nhiều người nghĩ suy, và trên tất cả là gieo vào lòng mọi người niềm tin, sự hy vọng, lòng tốt trong cuộc sống luôn ẩn hiện quanh ta.